tại trung tâm nhi của Bệnh viện Bạch Mai, chủ yếu bệnh nhi adeno dưới 5 tuổi. Cũng có vài trường hợp lớn hơn nhưng là nhiễm virus adeno trên nền các bệnh lý khác như lupus ban đỏ, hen phế quản. Hầu hết phải hỗ trợ thở oxy do viêm phổi nặng. Nhiễm adenovirus thì ở đây tình trạng chung là các cháu thường là sốt khá là cao, kèm theo các triệu chứng như ho, sổ mũi, sau đó thì tiến triển đến viêm phổi, có những trường hợp là ỉa chảy nhiều và mất nước. Hay ngoài ra các triệu chứng khác mà có thể gợi ý thì cha mẹ phát hiện sớm, ví dụ như là đau mắt, đỏ mắt. Đây là bệnh truyền nhiễm đã lưu hành từ lâu, không phải bệnh mới nổi. Năm nay số mắc cao hơn nhiều, nhưng không phải trường hợp viêm đường hô hấp nào cũng có chỉ định xét nghiệm, và không phải trường hợp nào có kết quả dương tính cũng phải nhập viện. Cháu nào có những triệu chứng tiền hình nhiễm virus adenovirus như là viêm long đường hô hấp, có những cái rối loạn tiêu hóa, hoặc là đặc biệt hơn nữa là viêm kết mạc, hoặc là sốt cao liên tục đến 3 đến 4 ngày thì chúng tôi cho chỉ định làm cái xét nghiệm. Thì những cái cháu nào có những cái dấu hiệu về suy hô hấp, khó thở thì chúng tôi cho nhập viện. Triệu chứng mà nhẹ thì các gia đình cũng nên chăm sóc và theo dõi các cháu tại nhà. Adenovirus cũng là một trong những cái nhóm nguyên nhân gây ô nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em, đặc biệt là những cái giai đoạn chuyển mùa, thì cái việc mà xét nghiệm do bác sĩ chỉ định mới là cái chính xác nhất. Như vậy, xét nghiệm virus adeno cần có chỉ định của bác sĩ. Việc gia đình tự xét nghiệm dịch vụ là không cần thiết và chỉ lãng phí mà không giải quyết được gì. Quan trọng là lưu ý phòng bệnh như cho trẻ nhỏ bú mẹ đến 2 tuổi, chế độ ăn phù hợp, vệ sinh mũi họng hàng ngày, thường xuyên rửa tay, tránh để trẻ nhiễm lạnh, đeo khẩu trang khi ra ngoài và tiêm vaccine đầy đủ đúng lịch.